Hello, xin chào anh em nha. Và những audio trong video hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em làm ra chủ đề hàng bãi của Mỹ anh em, đến từ thương hiệu của Paul Audio. Và đây là dòng loa sub mà bass 20 nha anh em. Đây là dòng mà phù hợp để anh em chơi trong không gian nhà vừa, không gian nhà nhỏ nha anh em, tầm khoảng 20 m². Mà những dòng loa mà của Mỹ thì về chất lượng từ trước nay thì không cần phải bàn nữa, mà dù nó nhỏ vậy thôi mà tiếng ra phải nói là rất là khỏe, tái tạo và nhảy trầm, phải nói là xuống rất là thấp khi mà anh em karaoke, em xuống cái tông giọng như này nó sẽ đáp ứng được đầy đủ nhu cầu đó của anh em luôn. Cái này sẽ cho chúng ta bắt 20 màng carbon cho anh em, gân cao su. Màng carbon thì nó sẽ mặc độc rất là bền bỉ cho anh em, đặc biệt là đối với loa sub thì nó mặc độc, nó đập rất là mạnh. Thì chơi màng carbon thì nó bảo vệ tốt hơn nhiều so với màng giấy và màng vải anh em. Còn phía dưới thì anh em sẽ có lỗ lỗ hơi cho anh em. Còn đây là e-căng của nó thì nó sẽ là một quả lưới, và phía trên nó sẽ có logo với thương hiệu của Phone Audio. Và mặt sau của e-căng nó sẽ có thiết kế là mặt cáo cho anh em, cái khung nó rất là đẹp nha. Mà đây mặt bên nó mày, đây cái này có thiết kế thùng gỗ nha em, thành sát cạnh. Còn về mặt sau chúng ta đến mặt tem thùng bắp mày trước. Đây này sẽ đến từ thương hiệu của Paul Audio, hàng chính hãng là của US và Mỹ anh em. Con này thì nó sẽ có điện 110 hoặc 120V, là đúng là tiêu chuẩn của Mỹ. Công suất của nó là 100W, cũng rất là mạnh, đủ để cho anh em phải mà chơi thêm một cặp loa full 30 độ dài, nó sẽ chờ sự âm hay nhất cho anh em. Đây anh em thấy là nó sẽ có cái cổng speaker output, nghĩa là cổng mà anh em cắm thêm loa bên ngoài, còn phía dưới là cổng input để anh em cắm thêm dây AV mà dạng mà cái đầu loa này nha anh em. Ngoài ra thì nó cũng có cổng để mà line in, là cổng mà anh em cắm dây AV mà dạng là bông sen nha anh em. Còn đây là volume, còn đây là long bass, còn đây là nút nguồn nha anh em, còn đây là nút phây. Đây, và giá mình để lại cho anh em vẫn là siêu rẻ luôn, chỉ với 2.800.000. Và anh em mua nhưng mà liên hệ trực tiếp với mình qua điện thoại hoặc gọi điện qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi ok, xin cảm ơn nha, cả anh em mình video sau, bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.